cái lực nó không được giống như ban đầu nữa đúng không? Cái lực nó không giống như mà CG ban đầu đúng không? Đúng không? Rồi. À, tiếng máy hiện tại bây giờ là im thì nó có im, nhưng mà có điều là nó đuối đúng không? Dặn cảm thấy là ra giờ nãy em đứng đây em dặn lên dốc là anh nghe nó cái nội em nó rần rồi đó. À, cái tiếng máy nó mất tiêu rồi, mất lực rồi. Mất lực cái đầu. Là lý do là xe em là em có nói là em gắn hai cái máy nhôm K97. Ừ. Đúng không? Rồi, đầu tiên có thay ắc không? Không rồi, một rồi, rồi biết rồi. Rồi anh biết rồi, nên anh hỏi nó thôi chứ anh biết nó bị gì rồi. Là nồi là nồi sau có lậu không hay là còn nguyên? Không, nồi sau là làm tùm lum, là nói chung em làm nhiều chỗ lắm rồi. Rồi, không có chỗ nào dự ý đúng không? Ok. Rồi cho anh mượn cái remote, nó bỏ cái remote vô cặp xe đi, nó chạy nó phá khoái. Em bỏ vô học xe cho anh đi. Đó, thì đầu tiên là đây là hai máy nhôm K97, xác nhận đúng, đây là hai máy nhôm K97. Nhưng mà khi em lắp vào, tại em biết tại sao nó bị rần, cái em nó rần không? Nhìn em nhìn cái cổng Euro của em nè. Em thấy nó bị xiết xuống mất hết gần 5-6 ly chưa? Tại cái này em muốn rành ở ngoài, người ta thay, người ta gắn vô không? Không có, cái vấn đề này không đâu, em phải thua người ta lắp vô. Nhưng mà cái này là em không rành xe, và cái bình thường có một cái người thợ không hiểu về quy luật của nội xe tay ga, em mua sao người ta lắp cái trang vậy, trang thôi người ta không canh được. Cho nên cái xe của này đầu tiên đây nè, đây là một cái sai nha, một cái sai đầu tiên là nó không có lên hết Euro được, nó lúng mất tiêu rồi nha, nó lúng cái Euro xuống rất là nhiều rồi, nó sâu phết một phút. Là đầu tiên hai máy nhôm mà không hát, nồi lớn là đi ắc lớn, nồi này không giống như nồi những bạn xe nó nói. Ngày xưa là khi anh làm clip anh quay cho các anh em là cái nồi SH K01. Em có coi một cái clip. Cái nồi SH K01 là cái nồi đó là nó xài không có thay ắc, là anh làm clip anh chỉ nói là anh em chỉ cần thay hai máy nhôm. Đúng. Còn khi anh làm hai cái nồi này anh chưa có nói với anh em là chỉ cần thay hai máy nhôm không thôi. Anh nói là thay cái nồi K97 vô, bộ nồi K97 vô. Chứ không có đơn giản là thay hai cái máy nhôm không mà canh cả cái đồ nữa. Nó mới lên hết Euro được, cái xe nó mới mạnh mới lực được chứ không phải tự nhiên gắn vô là nó tụt xuống gì. Chỉ là nồi là nhiều bạn gắn cái nồi SH 2022 vô á, hai nồi mà không thấy ác vô chạy xe rất là lết luôn. Lý do là không canh được cái nồi. Bây giờ tại sao nhiều bạn mua đồ bên một số bạn hỏi điện hỏi mua đồ anh bán full bộ trước á, thì các bạn bảo là mắc quá, nhiều bạn rất là nhiều mà nó mắc đó là giá rác quá. Nhưng mà cứ hỏi là thay máy nhôm mà là xài ác zin được hay không, thì những cái xe nào mà xài ác zin được thì nó xài được, còn những cái xe mà nó không xài ác zin thì xe này là không xài được. Lý do thấy chưa, rõ ràng. Bởi vì khi nãy em dặn ra đây là nó nghe rồi. Cái xe này thì của em là đây là hai cái bộ trước của hàng BCS nha, đi theo cái máy nhôm. Và cái nồi sau của em anh không đụng chạm hết, thì em nói trước đó là em chạy cái nồi này là trước khi gắn cái nồi này vô thì nó không có bị rung gần đúng không, thì khi thay hai cái máy nhôm nó vô này vô nó bị rung gần. Thì bây giờ anh thành cái sai đầu tiên là cái thay làm máy nhôm này mà không có thay cát, vì cái cát này nó dài hơn đó, cho nên là giờ xe này là anh thiết thay. Giờ cái nồi trước của em là anh xử lý cho em lại á, là để cho em thấy được là khi mày lắp hai cái máy nhôm này vô là vẫn là chạy nó sẽ như thế nào, là gọi là đúng cái hoạt động của cái hai máy nhôm này đó. Còn cái nồi sau của em á thì hiện tại vậy, em có muốn làm gì nữa không thì một lát anh tính tiếp. Còn giờ á thì anh đi gắn vô trước cho em chạy cái này. Lý do để cho nhiều bạn biết là sao là phải bán kèm cả cái ắc và cái khâu. Khi mà gắn cái ắc này vào, gắn cái khâu này vào là không có siết tán được nè, siết được có mấy găng thôi đây, là không siết tán được, nhìn nó rất là không có chắc chắn, cho nên là bắt buộc là khi mà làm lên nồi K97 này á, buộc là phải đi nguyên bộ của hàng BCS nó luôn, là cả cái ắc và cả cái khâu nồi ngoài đó, để khi mà dặn vào á là nó sẽ bít tổ ốc luôn, nó bằng như là zin lại đó, dặn như là nó sẽ bằng như nó chen như zin. Rồi qua được rồi, đi qua đây nè. Dạ em lấy dây qua em nó lên chưa? Thấy chưa? Đúng lý ra là nó sẽ nhích lên thêm được một ly nữa, nhưng mà tại vì do dây là dây một mặt
dây hai mặt đúng quy trình, nó chỉ nên đi là dây, anh nói nghe đầu dây của loa một mặt này nó ngắn hơn dây mồm, dây hai mặt một ly cho nên là đó. Ừ thì đó vấn đề này thì, nhưng mà đây là nó so với nãy thì nó đã lên nhiều chưa. Dạ, đúng rồi đó. Giờ lắp cho chạy thử một vòng còn thấy nó không như thế nào đó, còn thấy ok cái đầu này chạy không ổn, cái đầu cây chín bảy chạy không ngon, muốn về lại hai máy nhâm zin thì ok mình về lại cho hai máy nhâm zin. Rồi ta chạy thử đi, cái đủ trước khi đến đây thì nó như thế nào rồi? Nói chung là đỡ rừng hơn rất là nhiều. Đó, rồi. Em muốn nhờ anh coi xử lý, em nghĩ do cái sự cố làm sao á, thì nó không có được buộc lắm. Rồi, ok, bạn quay mình muốn xử lý thì mình xử lý thêm, nhưng mình nói trước thì bây giờ Phan nha. Và bây giờ nè, bạn nghĩ là do chuông bố đúng không? Còn bây giờ xong, tại vì thứ nhất á, xe của bạn tại giờ á, là dây của lo á, nó lên không có hết được nhiều. Đúng lý thì nó phải lên cao nữa thì cái lực đi ba của bạn dây đầu nó sẽ giảm cái độ rừng đi. Thì bây giờ tôi sẽ lấy hai cái máy nhôm khác, hai máy nhôm zin đó, nha. Để tôi gắn vô xem là nó có bị rần, nó còn rần không. Nếu mà nó còn rần thì nó sẽ do là sao. Còn nếu như mà nó hết thì mình chạy cái nồi nhôm zin luôn. Đây là do thằng này nó không phù hợp với xe bạn, thấy chưa? Rồi nó đây là tôi làm vệ xe cho bạn, tôi cho bạn thử hết, cho bạn lọ bỏ những cái nguyên nhân nào bạn nghĩ. Ở đây thì tôi đồ qua làm thì mình vẫn cứ canh đúng thôi, chứ không có chê đồ ai dở, đồ ai dở, đồ ai ngon hết đó. Trong là quan trọng lên xe là bạn chạy nó thấy nó như thế nào thôi đó. Rồi thấy không nè, đây là hai máy nhâm zin nha. Thì Euro game á nè, nếu em nhìn kỹ đi lên thì càng cao hơn nó cũng như chen như thế nào chống căng đâu, tại vì đây nè anh thấy ở đây nó có một cái vết hàng không, cái hàng nếu mà dây zin của em á, dây zin hai mặt á, nó sẽ nhít nhẹ lên được miếng nữa. Bởi vì anh gắn em biết là cái nồi này với nồi kia thì dây nó lên bằng nhau, hiểu chưa? Đây là hai máy nhâm zin, mình là nồi K97 nhưng mà gắn vô là dây gọi lên giống nhau. Thì bây giờ mình gắn vô đem chạy thử lần nữa nha. Rồi đó, để em chạy nghiệm là xem là cái này mà nó có gần hay không, xem là nó do cái nồi hay là do cái nồi trước hay là sao. Rồi, để đi vòng đi. Alo. Vẫn còn rung nhẹ nhưng mà gắn cái nồi zin này vô á thấy nó không có lực bằng cái nồi này, rõ ràng. Thì nó không lực bằng cái nồi hồi nãy đúng không? Không lực bằng, bây giờ nó là cái nồi này thì nó sinh lực hơn nồi zin một chút xíu. Nhưng nó là vậy, nó có độ đầm đúng không? Nhưng mà cái nồi này thì bây giờ nó vẫn còn rần, có nghĩa là nó không phải do cái nồi trước. Nhưng mà cái xe này gắn nồi zin vô thì nó yếu hơn cái nồi này đúng không? Đó rồi, ok. Rồi bây giờ anh xác định cho em là anh sẽ xài lại cho em là hai cái máy nhâm K97 này. Dạ. Và canh lại nồi sau cho em. Ok. Rồi. Sờ so nè. Bố nè. Chuông nè. Chuông này là mình đi về zin là hết luôn không anh? Chuông này mình canh đi với bố này đó. Trên đây chuông mình có canh là hết rồi, mình canh xử lý rồi rồi. Để cho bạn xác định được rõ ràng là nó mình giờ ập chung một phát một á thì nhanh gọn lẹ lắm, nhưng mà bạn không biết được là nó bị do đâu, cái nồi trước hay do nồi sau, để sau này khỏi lăn tăn. Ừ, cái này chắc do nồi trước hay nồi sau không bị đâu, đâu gắn cái nồi zin vô để chạy nó vẫn có, thì nhiên là xác định là không phải do cái nồi trước đúng không? Dạ, đúng. Đây nó lắp rất là nhiều nồi K97 rồi, rất là nhiều xe rồi, giờ người ta chạy vẫn ok bình thường thôi chứ không vấn đề gì hết á. Có người thích đi hậu đi đầm thì càng dài, còn thích mà đi ra đầu qua giữa thì đi càng ngắn thôi, nhưng quy luật vẫn vậy đó. Đi thôi đúng không? Rồi đi thôi luôn đi. Mấy anh tán ơi, chị trong lấy giùm đi, tán zin trong kia mâm lộn đó rồi. Thì mấy con tán kia gần nó mỏng lắm, bắn về hai ba lần rồi nó tuôn à, không có
cái này em nghĩ chắc bị cháo rồi, tại vì xe em mới đi có 7.000 mấy cây mà em thấy hình như có cái vết đóng bạc đạn đồ này kia nữa, anh thấy không? Đúng rồi, anh thấy cái này sai, nhớ có nói là K59 mà, K59 mà này, sẽ thấy này K-N này. Tại vì anh biết mấy cái tiệm ở dưới Sài Gòn mà. Ôi, ôi cái này, ôi anh thông báo em luôn nha, cái này đúng rồi, em nói là nó bị xước rồi nè. Đúng rồi, hồi bữa em thấy mà. Nó xước cái pulley này là thua rồi, nó xước cái này là sao này là em chỉ có thay pulley mới rồi, chứ cái này giờ mà cái phốt này có thay rồi nè, nhưng mà đi từ từ nó mở nó bay ra hết, nó hết mở thì sau này là nó hư pulley thôi. Nên đã báo trước cho em tinh thần đi. Thì theo anh bây giờ sẵn mình tháo ra mình có nên thay luôn không? Thì anh nghĩ cái đó nếu em lâu chắc em xác định là nó hư bây giờ nó hư rồi đó, nó xước tì hết rồi, nó xước giống như cái phụ xước tì đó. Cái đó thay khoảng bao nhiêu tiền? Cái đó thì nó mắc, cái đó thì giờ nếu mà hàng zin hãng thì nó phải 1.000.000 con cái. Rồi em thử xe vòng đi. Rồi cái thử trên này lên đây luôn rồi. Rồi. Nó bị này giăng hay sao? Hết bị luôn rồi anh. Hết luôn. Còn mà dây dặn tăng tốc nó thấy là sao? Em thì thấy nó chưa có mượt lắm. Chưa mượt lắm thì nói chung là bố cũng chưa đều lắm. Nhưng mà về soi với cái nồi nãy thì sao rồi? Ngon hơn. Ngon hơn đúng không? Từ có tầm khoảng 1.000 cây là nó sẽ ngon dữ nữa. Cho nên là tới lúc đó là nó bắt đều bố thì nó sẽ mượt xe nó nhẹ nữa. Tại vì ở đây thì bố anh canh này nó không giống như bố dán mà vô cái nó ăn đều liền được, nó ăn cũng gọi là 1/4 rồi mà 2/3 vậy đó, rồi từ nó đều là em đi thì càng đi thì nó càng mượt. Okay. Còn canh mà cung giật thì anh canh lại cho em miễn phí. Rồi bắt cái nồi vô này ơi. Rồi sẵn anh cho em hỏi luôn, bữa qua em coi có cái clip á, hình như xe up đi ra có nhận làm nồi không ta? Thì có, nên cho mình nồi xe để anh làm á. Rồi anh qua đây cho thợ bắt đi xong hết đi. Xe này bữa sáng em chỉ chở con đi học thôi, còn em làm nghề giao hàng á thì em hơi chở nặng, có chiếc Attila làm chạy thường à. Nhưng mà em cũng làm nhiều chỗ lắm rồi nhưng mà không vừa ý, tại nó dạng là cái ga giữa ga cuối á cỡ chừng 40-50 thì nó đi được, nhưng mà cái đầu nó không có không đúng không, được, đúng không? Nó cứ thậm chí nếu mà chở nặng là nó hơi rung. Rồi thì em có lấy cái xe đó ra cho anh canh giúp em được không? Được, của anh khả năng mình canh. Hôm nay chúc với em vậy nha. Trời ơi, tính tiền giúp em.